Và hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về làn sóng thứ năm. Đây là cái làn sóng mà mình nghĩ là tất yếu trong cuộc sống, bắt buộc tất cả chúng ta đều phải để tiếp cận. Rồi, để biết được làn sóng thứ năm thì chúng ta cần phải đi qua ba cái làn sóng trước đó. Chắc chắn đó là cái gì ạ? Đó là bất động sản. Bất động sản. Và theo các chị, bất động sản có cần chúng ta có cây hoa lá cho đến sinh vật và con người, tất cả chúng ta đều phải cần bất động sản. Và sản phẩm là gì? Sản phẩm là đất, đúng không nào? Và tài sản của những người này, tài sản, đúng không ạ? Tài sản của người giàu ở đây là bằng gì? Bằng nhiều đất, đúng không ạ? Nhiều đất nhân với cái gì ạ? Nhân với giá đất tăng, tiền với giá đất tăng, tăng trưởng, đúng không? Đó, các chị theo ạ? Như vậy là nhiều đất và nhân với giá đất tăng trưởng thì chắc chắn người đó giàu. Anh chị có công nhận với mình một điều là ngày hôm nay ai mà có nhiều đất mà đất càng có thành thị từ hecta mà bán đến gì ạ? Đến mét vuông thì cái gì thế là cái số tiền vô cùng nhiều, đúng không? Cực kỳ nhiều. Vì vậy ngày hôm nay khi chúng ta tìm hiểu về một xu thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là đất là một trong những cái thứ nhất và bắt buộc ai cũng phải sử dụng đó. Làn sóng hai là làn sóng về, đó là về tiền tệ, đúng không? Tiền tệ. Vậy thì tiền tệ là sản phẩm, nó là gì ạ? Sản phẩm nó chính là tiền, anh chị. Sản phẩm là tiền, đúng không? Tiền. Và tài sản, đúng không? Tài sản bằng gì ạ? Bằng nhiều tiền đó. Và chính những người có nhiều loại tiền, nhiều loại tiền đó, thì họ đã trở thành những cái nhà băng hoặc là những cái người mà sở hữu một người, gọi là gì, từ cái dòng tiền này họ sinh ra một loại tài sản khác vô cùng khổng lồ. Vậy thì làn sóng thứ hai là tiền tệ. Và làn sóng thứ ba, làn sóng thứ ba là cái gì ạ? Là ngoại hối, là chứng khoán, chứng khoán. Và chứng khoán này sản phẩm là gì ạ? Là cổ phiếu, đúng không ạ? Cổ phiếu. Cái cổ phiếu thì nó đại diện cho gì? Đại diện cho giá trị, giá trị của doanh nghiệp. Mà doanh nghiệp thì sản xuất gì? Doanh nghiệp thì sản xuất hàng hóa, cho nên cổ phiếu là một dạng không thể thiếu được vì nó đại diện cho một doanh nghiệp. Và doanh nghiệp thì sản xuất các loại hàng hóa để cho ai xài? Cho chúng ta xài. Vậy từ người cho đến cây cho đến vật nuôi đều cần phải sử dụng hàng hóa, đúng không? Cây thì cần phân bón, đúng không ạ? Ta cần đều cần phải thức ăn, kể cả tất cả người chúng ta cần phải ăn ngủ mặc nhu cầu thiết yếu. Đó chính là làn sóng thứ ba. Và làn sóng thứ ba thì ai có nhiều cổ phiếu, đúng không ạ? Tài sản của họ là gì? Tài sản bằng nhiều cổ phiếu của nhiều công ty đó, nhiều công ty nhân với gì ạ? Nhân với giá trị cổ phiếu, giá trị, nhân với giá trị cổ phiếu đó, cổ phiếu của công ty đó. Đó, anh chị có công nhận là những người đó, cái thời kỳ đầu tiên là những người có nhiều cổ phiếu và có nhiều cổ phiếu của nhiều công ty khác nhau, ví dụ như là Vinamilk, đúng không ạ? Lavi, Atopina, Google, Facebook, Yahoo, Zalo, đúng không? Telegram, hay là Coca-Cola, Vinfast, FLC, đúng không? Vân vân, rất nhiều. Và gần như nắm giữ tất cả các cái cổ phiếu của những công ty này từ cái thời điểm đầu tiên thì người ta đều rất là giàu. Và làn sóng thứ tư, làn sóng bốn là làn sóng về gì ạ? Về công nghệ 4.0, đúng không ạ? Về công nghệ. Công nghệ 4.0, làn sóng thứ tư đó. Và sản phẩm ở đây là gì ạ? Sản phẩm đó là blockchain, blockchain. Và với sản phẩm blockchain này thì biến hình, biến hình là bitcoin, đó là bitcoin. Và nhiều người, đúng không ạ? Có nhiều tài sản là vì tài sản của họ bằng gì ạ? Tài sản, đúng không? Bằng số lượng, đúng không? Số lượng tiền số nắm giữ, đúng không? nhân với giá trị. Và chúng ta thấy không, chúng ta có 1.000 bitcoin thì ngày hôm nay chúng ta có 700 tỷ. Chúng ta có 1 bitcoin thì chúng ta có 700 tỷ. Vậy thì nếu như cách đây 2013, 2014 anh chỉ bỏ ra một khoản tiền nhỏ, chúng ta 1 bitcoin chúng ta cất trữ, thì ngày hôm nay chúng ta cũng có một số tiền vô cùng lớn. Đó chính là các làn sóng. Và các làn sóng này nó chỉ có thể tăng trưởng khi mà bắt đầu xuất hiện các cái sàn giao dịch, đúng không nào? Đây, các sàn giao dịch này. Khi xuất hiện các sàn giao dịch thì có tỷ lệ gì? Có tỷ lệ lên và tỷ lệ xuống. Như vậy khi có sàn giao dịch
thì một điều xảy ra là gì ạ? Một điều xảy ra là bắt đầu có sự thay đổi về giá ha. Khi có sàn giao dịch đó, khi có sàn giao dịch thì hoàn toàn cơ hội dành cho gì, thì chúng ta nó sẽ ít lại, đúng không nào? Cơ hội dành cho chúng ta sẽ ít lại. Vì vậy tất cả những người giàu là những người sở hữu các loại tài sản như đất, tiền, cổ phiếu hay là những cái loại hình của blockchain trong thời điểm đầu tiên. Nếu như năm 2013, 2014 anh chỉ bỏ tiền ra mua, lúc đó nó chỉ khoảng tầm mười mấy đồng tiền thôi, mười mấy đồng tiền số thôi. Ví dụ như Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Blackcoin, Monero, Dogecoin, vân vân, một số đồng thôi. Thì lúc đó chúng ta bỏ tiền ra, chúng ta mua gần như chúng ta chung, gần như mua đồng nào chúng ta cũng chung. Và cái thời kỳ chưa có sàn giao dịch về chứng khoán, anh chỉ bỏ tiền ra mua chứng khoán của bất kỳ công ty nào, anh chỉ cũng chung. Đó. Vì vậy cơ hội nằm cho chúng ta là gì? Chúng ta đón đầu làn sóng, đúng không? Vậy cơ hội là gì? Cơ hội là để đón đầu làn sóng. Đó, cơ hội bằng gì? Đón đầu. Đó, xu thế tất yếu của cuộc sống. Đó, vậy bắt đầu chúng ta nhìn này. Những thứ này phải tất yếu nhé. Chúng ta sống có cần phải có đất không ạ? Đất chẳng phải cần. Như vậy, đất là tất yếu và con người trung tâm. Chúng ta sống có cần phải có tiền đó. Tuy tiền cũng là tất cả, nhưng để giải quyết được những vấn đề chúng ta cần có tiền, đúng không nào? Vậy thì tiền cũng là tất yếu, phải đi cùng với chúng ta. Thứ ba là sống đóng. Chúng ta sống chúng ta cần phải có gì? Chúng ta cần phải ăn đúng không? Chúng ta cần ngủ thì cần cái gì? Có giường, có bùng, có bền, có chăn ga, có đệm, đúng không? Chúng ta cần phải uống thì uống nước suối, rồi uống nước kiềm, uống nước Coca-Cola, uống nước ngọt, đúng không? Vân vân. Nói chung là các loại nước. Chúng ta cần phải mặc, chúng ta cần mặc đẹp, đúng không? Mặc ấm, mặc chỉnh tề, mặc sang. Chúng ta cần được phục vụ, đúng không ạ? Nào là tất cả những sản phẩm sinh ra về mỹ phẩm hay là những cái sản phẩm liên quan phục vụ cho nhu cầu con người. Như vậy tất cả các doanh nghiệp họ sinh ra sản phẩm để làm gì? Để phục vụ cho nhu cầu của con người. Vậy thì cổ phiếu là đại diện cho tất cả các cái sản phẩm đó. Vậy thì chúng ta sống có thể kiếm được những sản phẩm đó không? Thể kiếm được, đó chính là tất yếu, đúng không ạ? Sống không thể thiếu nó, đó là tất yếu. Mà tất yếu thì nó phải xảy ra trên, chứ không xảy ra cho riêng bất kỳ kể cả là gì? Kể cả ngày hôm nay có là ai trong nhà chúng ta không thể nào mà không mặc gì để ra đường, đúng không? Mà phải bỏ tiền ra mua áo thì làm người công ty sản xuất hàng hàng hóa, quần áo, phải may mặc. Vậy may mặc thì liên quan đến gì? Liên quan đến ngành gì, đúng không? Ngành gì là liên quan đến gì? Ngành trồng rau nuôi tầm. Như vậy nó liên quan mắc xích với nhau. Vậy tất cả các doanh nghiệp đó họ đều tạo ra một cái gì? Họ tạo ra một cái cần thiết cho chúng ta. Chứng khoán cũng không thể thiếu được cuộc sống của chúng ta. Và làn sóng thứ tư là tất yếu, là chúng ta sống phải update theo cái xu thế phát triển của xã hội. Vậy thì hôm nay chúng ta có thể đang xài là cái tivi màn hình đen trắng lên cái tivi màn hình màu, rồi từ cái điện thoại thì chúng ta đặt ở bàn, ta phải chạy đến ta nghe thì nó update lên những cái điện thoại chúng ta cầm ở trên tay đi khắp mọi nơi. Từ cái việc là chúng ta không biết internet là gì, ngày nay có internet rồi, các chị đã bắt đầu xuất hiện cái gì, các cái smartphone, đúng không ạ? Và từ cái smartphone thì nó lại sinh ra những cái gì, các ứng dụng ở trên smartphone, ví dụ như là game, đúng không ạ? Rồi nào là suốt, rất là nhiều trên công nghệ để phục vụ cho cái gì, phục vụ con người. Vậy thì công nghệ nó có cần thiết, cực kỳ cần thiết. Nếu ngày hôm nay chúng ta không có công nghệ thì không thể nào có cái thang máy mà đi từ tầng 1 đến tầng 7 đến 2 tầng lên mắt, hay là đi từ tầng 1 đến tầng 81 của nhà lên mắt của anh Phạm Nhật Vượng được. Vậy chúng ta có thể leo lên từ tầng 1 đến tầng 81 được không nào? Rất khó leo được, nhưng mà leo không được hai vòng đó. Nhưng mà hàng ngày cái thang máy nó vận hành lên xuống không biết bao nhiêu vòng nữa. Đó chính là công nghệ. Và công nghệ thay đổi thì giúp cho con người được trở nên thành thoát hơn và giảm tải được cái áp lực về sử dụng sức lao động. Đặc biệt đó là chúng ta luôn luôn được nhẹ nhàng hơn, đúng không ạ? Bớt thời gian hơn, bớt mất cái sức khỏe hơn. Đó chính là công nghệ. Vậy công nghệ chúng ta tất yếu, không thể thiếu được, đúng không? Nếu chúng ta thiếu nó thì chúng ta sẽ trở nên lạc hậu. Vậy các anh chị theo bốn thị trường này nó đã đi qua, và bốn thị trường này đã đi qua thì anh chị nào chúng ở thị trường nào thì chúc mừng cho tất cả các anh chị. Vậy thì làn sóng thứ năm, hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về làn sóng thứ năm, đúng không? Làn sóng thứ năm. Và làn sóng thứ năm nó chính là môi trường. Và các anh chị nghĩ xem thị trường về môi trường này có lớn hay không, đúng không? Môi trường và sản phẩm của môi trường là tín chỉ carbon. Đó, tín chỉ carbon. Thì tài sản của chúng ta là bằng gì? Tài sản trong tương lai, đúng không, sẽ bằng nhiều tín chỉ carbon, đúng không ạ?
tín chỉ carbon nhân với giá giá trị. Và tại Việt Nam thì chúng ta cũng biết rằng là gì ạ? Tại Việt Nam đến năm 2028 Việt Nam này 2028 Việt Nam sẽ chính thức vận hành giao dịch tín chỉ carbon đó, tín chỉ carbon. Vậy vấn đề còn lại là làm sao để tôi biết là xu thế rồi đó, bốn cái cuộc cách mạng kia tôi đã bỏ qua rồi, tôi đã mất đi một khoảng thời gian rồi, tôi quên mất là Bitcoin đó là cái gì nữa. Lúc đó ai nói với tôi Bitcoin, tôi đều nói về tiền ảo hết, tôi cũng mua, tôi đều nói là lừa đảo hết, đúng không? Khi nói về cổ phiếu tôi cũng nói là lừa đảo hết, nhá, không tin. Tuy nhiên có một thứ mà chúng ta cần phải tin, đó là xu thế bắt buộc phải xảy ra, mà đã phải xảy ra thì ai là người nắm bắt được cơ hội thì người đó sẽ giàu. Vậy thì câu chuyện là gì? Làm sao để tôi có được nhiều tín chỉ carbon, đúng không nào? Làm sao để có nó? Đây là một khái niệm. Và để có được tín chỉ carbon nhiều thì phải có rất nhiều cách, và đặc biệt trong đó liên kề cho chỉ có 4 cách để sở hữu nhiều tín chỉ carbon. Vậy thì ngày hôm nay những anh chị nào sở hữu được càng nhiều thì chúng ta giàu, và sở hữu được càng ít thì chúng ta vẫn có cơ hội. Còn nếu chúng ta không sở hữu được cái nào thì đồng ý chúng ta sẽ chẳng có gì, mặc dù là xu thế. Nhưng nếu chúng ta không sở hữu được thì chúng ta cũng sẽ chẳng có gì. Và nếu chúng ta sở hữu được thì chúng ta một là sẽ có, hai là sẽ rất giàu có. Vậy các anh chị muốn có hay các anh chị rất giàu có, đúng không? Thì ngày hôm nay nó phụ thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta, chứ nó không phụ thuộc vào người chia sẻ cơ hội cho chúng ta đâu, đúng không? Đó, chúng ta được nghe cơ hội, nhưng mà để chúng ta có được đó thì chúng ta phụ thuộc vào bản thân và sự quyết định của chúng ta, chứ không phụ thuộc vào người chia sẻ cơ hội chúng ta đâu. Nếu có người này nghe rồi đấy, hiểu rồi, nhưng mà không có thì giống như chưa nghe về chứ gì, thì mình gọi là nhóm là gì, nhóm cộng một đấy, đúng không? Cũ mà còn mới toan, đúng không? Nhưng có người này thì có người là nghe một cái hiểu ngay và sử dụng ngay, thì người này là nhóm một không? Đó là gì? Người mới mà rất cũ. Ở đây có một cái người rất là mới và rất cũ, đó là chị Hoa ở tỉnh Đức. Đó là chị Hoa chỉ nghe có 2 buổi thôi, chị Hoa đầu tư luôn 1 tỷ mấy, và chị Hoa xác định đến 3 đến 5 năm. Thì chị Hoa nhìn thấy cái công cụ của Hoa tuyệt vời. Trên chị Hoa thuộc nhóm là gì? 1 không, đó là cũ. Còn có người thì gì ạ? 0-1 là cũ, đó là nghe đến hàng trăm buổi luôn, vẫn còn lơ mơ làm màng, vẫn còn ngồi đó, vẫn chưa có quyết định, vẫn chưa có gì. Thế thì câu chuyện khi các chị muốn là gì? Khi mà nó có giá trị thì chúng ta là người có để bán, thì chúng ta là khi nó có giá trị thì chúng ta mới ngồi thèm thuồng, mà lúc nó ước thì chúng ta có không? Thật nhau nha, đó là một khái niệm mới, là 0-1 và 1-0 ha. Đó, ai muốn cũ mà mới thì chọn 0-1, còn ai muốn mới mà thành cũ là 1-0 nhé. Chúng ta tự lựa chọn. Ok, vậy thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các anh chị 4 cách để có được tín chỉ carbon. Và chúng ta hoàn toàn có quyền quyết định 4 cách này, tự thân chúng ta tự quyết định nhé. Rồi, đó, mua nhiều đó, phải mua nhiều đó. Đó, để nhanh chóng trồng đi, trồng cây. Vì cây thì hấp thụ, đúng không ạ? Và lưu trữ, và lưu trữ carbon. Đó, lưu trữ carbon. Cho nên chúng ta sẽ được cấp chứng nhận giảm phát thải bằng tín chỉ carbon. Vậy thì ai là người có đất, có nhiều rừng, chúng mình ai là người có nhiều tiền mua đất, phương án này chúc mừng cho những ai là người có nhiều tiền, đang nhiều, có nhiều đất và đang có thật nhiều và các cái cây xanh mọc trên đất để giữ lấy nó, anh chị sẽ có được tín chỉ carbon cho này. Điều thứ nhất. Thứ hai là thuê lại, thuê đất, không mua được thì thuê, đúng không? Rồi trồng cây, hoặc là gì? Thuê cây, đó, để lấy gì? Lấy tín chỉ carbon, đó. Cái điều này thì nước ngoài ta làm rất là nhiều, như Hà Lan rồi một số các nước như Hàn Quốc, do là cái ngành công nghiệp họ rất là lớn, cho nên là họ sang Việt Nam chúng ta họ mua lại những cái cánh rừng, cũng mua lại những cái tổ chức mà đang có rừng ở trong một khoảng thời gian nào đó để họ lấy cái tín chỉ carbon này và họ về họ được chứng nhận cho cái việc mà giảm được phát thải, thì từ đó doanh nghiệp của họ mới được hoạt động với chủ tục và hoạt động theo pháp. Đó chính là cái cách thứ hai. Và cách thứ ba là chúng ta tự nghiên cứu các giải pháp và chuyển đổi hình thức sản xuất, chuyển đổi
cơ cấu, không? Cơ cấu sản xuất, không? Để làm gì ạ? Để ít, không? Để giảm được phát thải, không? Giảm phát thải lên môi trường, lên môi trường. Thì chúng ta cũng được gì? Chúng ta cũng có được, không? Chỉ đảm bảo. Và ví dụ như là xe điện, đúng không? Xe điện, rồi điện năng lượng, không? Đó, điện năng lượng. Đúng không? Đó. Đó là cách thứ ba. Ba cách này thì nếu như anh chị nào mà có được điều kiện thì mình chúc mừng cho các anh chị, vì chúng ta có được cơ hội sở hữu được tín chỉ carbon. Ở đây chắc là anh Trường Giang là người ba cách này chắc chắn anh Trường Giang sẽ không chọn. Vì sao ạ? Vì anh Trường Giang có nói với mình rằng là nếu mà anh mà có ba cách này mà làm được thì anh không cần đi hợp tác, mà anh sẽ cho các cái đối tác cho anh mình hợp tác với anh luôn, đúng không ạ? Và cách này thì chúng ta phải gì? Cách thứ nhất anh chị phải có nhiều tiền, cách thứ hai cũng phải có rất nhiều tiền, và cách thứ ba ngoài cái việc có tiền chúng ta còn phải có cái chuyên môn, đúng không? Vậy thì ai có ba cách này thì mình chúc mừng, còn nếu không có thì cách thứ tư đấy chứ ạ, tìm đối tác, đúng không? À, để hợp tác đó, hợp tác đó, đầu tư và được gì, và được chia, đúng không? Chia tín chỉ xe hoạt đó. Vậy thì anh Giang anh bảo là thôi ba cách kỳ là anh thua, còn cách thứ tư thì có thể, đúng không ạ? Và trong quá trình mình tìm đối tác này thì lại có hai nhóm khách hàng. Nhóm thứ nhất là nhà đầu tư. Đó, nhà đầu tư. Đó, nhà đầu tư thì làm gì? Thì có tiền. Đó, để có vốn. Và được nhận. Đó, được nhận tài sản của doanh nghiệp đó. Đó, của doanh nghiệp. Của doanh nghiệp đó. Và tài sản đó, tài sản này. Đó, tài sản này. À, có thể quy đổi lấy tín chỉ carbon, lấy tín chỉ CO2 đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, không có tiền nữa thì làm sao? Nếu mà có tiền thì không nói làm gì đâu, có tiền thì làm cái gì cũng được, đúng không? Hoặc là có ít tiền thì chúng ta có thể là gì, có vốn được, không? Vậy thì ở đấy hợp tác thì chúng ta có là gì, những nhà đầu tư đấy, có tiền, không? Có tiền nhiều đấy, mình thêm từ cái gì, có tiền nhiều, không? Rồi hoặc hoặc ít, không nhất thiết là phải nhiều, đúng không? Hoặc ít, không? À, thì có vốn đó, thì để có vốn ha. Như vậy thì lúc này người có ít hay có nhiều thì chúng ta đều có thể có vốn được. Hay cái người không có tiền thì sao ạ? À, thế thì cách thứ hai là không có tiền thì làm sao? Không có tiền thì làm marketing, đúng không? Marketing đó. Như vậy thì chúng ta làm marketing thì phải gì? À, phải chịu khó, đúng không? Phải chịu khó và chấp nhận, không? Vất vả và mất nhiều thời gian hơn. Đó, mất nhiều thời gian hơn. Vậy thì chúng ta xác định nhé. Hôm nay chúng ta xác định này. Nếu anh chị nào là chủ thể có rừng, có đất, có nhiều tiền thì cứ chọn phương pháp 1, 2, 3. Anh chị nào ít tiền hoặc là số 4 vừa phải, chúng ta không thể mua được hàng 300 hecta hoặc 300 hecta để chúng ta trồng rừng hoặc trồng cây, thì chúng ta chọn phương án đó là trở thành một nhà đầu tư có vốn. Còn anh chị nào không có tiền thì thôi thì chúng ta chịu khó làm marketing nha. Và cái yếu tố thứ tư là chính là cái mà mình đang hợp tác, và mình tin rằng với cái gọi là với cái cách thứ tư này thì sẽ có rất nhiều anh chị đang hợp tác ở đây nha. Và hôm nay thì với cái hợp tác trong yếu tố thứ tư này thì anh chị sẽ được đến với một cái tập đoàn, một cái tổ chức, và tổ chức này có thể cho phép tất cả chúng ta trên cương vị là nhà đầu tư hoặc là người làm marketing đều có thể kiếm được thêm nguồn thu nhập và kiếm được thêm tín chỉ carbon từ các cái tổ chức này. Và yêu cầu của những tổ chức này, yêu cầu khi chúng ta lựa chọn thì yêu cầu lớn nhất, đúng không ạ? Yêu cầu là phải có gì ạ? Phải có pháp lý, pháp lý rõ ràng đó, ok không ạ? Và phải có tài sản thật, có tài sản tạo ra tín chỉ CO2 đó. Yêu cầu là cái điều này bắt buộc nhé. Cho nên khi chúng ta đi đầu tư thì chúng ta cần phải có những yêu cầu khó tính, và các anh chị nào càng khó tính thì các anh chị càng đạt được, được không nào? Đó. Và chúc mừng cho anh chị khó tính. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần thứ hai, đó là đi tìm doanh nghiệp để hợp tác. Và ở đây thì mình sẽ giới thiệu với các anh chị